Còn gì nữa? Ừ, chứ con gái của mẹ giỏi chết. Ừ, gái của mẹ chắc là nhanh biết nói lắm nhỉ. Chị Vân ạ. Hả? Cho chị, con đang tập âm nguyên âm gì chứ? À, con đâu à? A mẹ o hả? À o, đúng rồi, o mở tròn miệng. O a. Trời ơi, không tiếp chuyện kịp. Gạ a nữa. Ôi trời ơi, tập nói nhiều quá rồi. Sắp biết nói rồi. Em sắp biết nói rồi bố ơi. Em nói gì? Em muốn nói gì mẹ? Mẹ ơi con muốn nói ạ. À. Mẹ ơi con muốn nói mẹ ơi, đúng không? Con muốn nói thế đúng không? Con muốn nói gì? Con còn nói gì nữa không? Con còn nói gì nữa không? Mẹ cho con ăn sữa. Ừ, hay là ăn sữa. Mình ăn sữa. Chị ăn sữa sớm mà. Ăn sớm chơi. Ăn sớm nhé. Mình nói chuyện. Ôi trời trời. Ôi, anh Hoàng Minh Chết đang quay rồi. Anh Hoàng Minh Chết quay trộm em nha. Em Linh Đan chào các bạn đi con. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi talk show ngày hôm sau nhé. Hello, mình là Linh Đan. Ôi trời ơi, Linh đang buồn ngủ rồi. Talk show luôn.